Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chuẩn bị và thống nhất cao về triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam và Đức Thiên Trung Quốc, ngày 15 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Điều phối của tỉnh Cao Bằng và Ủy ban Điều phối của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây cùng long trọng tổ chức lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ. Việc hai nước hoàn thành ký kết Hiệp định Hợp tác với nội dung trên thể hiện sự thiện chí và quyết tâm của cả hai nước xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. Tại lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc đã chính thức được đại diện lãnh đạo hai bên Việt Nam, Trung Quốc nhấn nút. Sự kiện quan trọng này không chỉ mở ra hướng phát triển du lịch mới mà còn khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước. Việc tổ chức lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc chính là khẳng định về sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh khu nói riêng và hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung. Ngay sau kết thúc buổi lễ, hai bên đã đón những du khách đầu tiên sang thăm khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc. Phía Việt Nam đã đón 3 đoàn khách đầu tiên, mỗi đoàn gồm 20 người. Đoàn số 1 là các phóng viên, nhà báo, các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc. Lễ đón đã được lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo huyện Trùng Khánh tặng hoa, quà lưu niệm và bày tỏ sự vui mừng khi được chào đón đoàn khách đầu tiên đến Thác Bản Dốc. Việc đưa vào vận hành thí điểm khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc là tiền đề tốt để đưa khu cảnh quan vào vận hành chính thức trong thời gian tới. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân địa phương hai bên biên giới và nhân dân hai nước Việt Trung, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển và đi vào chiều sâu. Còn đối với cư dân biên giới sống ở khu vực Thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Việt Nam, họ luôn mong đợi du lịch phát triển hơn, thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa cũng như cảnh đẹp của Bản Dốc. Mà đây là cơ hội để người dân phát triển kinh tế từ du lịch. Mong muốn là khách của nước ngoài về càng đông là càng tốt. Đấy, để du lịch của Thác Bản Dốc của tỉnh Cao Bằng, huyện Trùng Khánh mình vươn lên. Cũng giống như phía tỉnh Cao Bằng Việt Nam, phía Quảng Tây Trung Quốc đã đón 3 đoàn khách của Việt Nam sang trải nghiệm khu cảnh quan Đức Thiên, Trung Quốc. Các du khách của Việt Nam đã được phía bạn đón tiếp nồng hậu, được giới thiệu về không gian văn hóa, ẩm thực. Tại đây, du khách có khoảng gần 2 tiếng đi đến các điểm xung quanh Thác Đức Thiên. Tại mỗi điểm dừng chân, du khách có thời gian ngắm cảnh, check-in. Tất cả những du khách đầu tiên được đặt chân sang nước bạn để trải nghiệm khu cảnh quan Thác Đức Thiên, Trung Quốc hướng về Thác Bản Dốc Việt Nam đều cảm thấy vinh dự và hào hứng. Hôm nay tôi rất là vui và vinh dự khi được một trong những người đầu tiên được đặt chân tới khu thăm cảnh quan của Thác Bản Dốc phía bên Trung Quốc. Tôi hy vọng chương trình sẽ sớm đi vào hoạt động chính thức để có thể đưa gia đình và bạn bè đến tham quan và trải nghiệm phong cảnh ở phía bên nước bạn để hướng về phía Thác Bản Dốc. Mô hình hợp tác bảo vệ tài nguyên du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc là mô hình mới chưa có tiền lệ. Việc hai nước hoàn thành ký kết Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc – Đức Thiên – Việt Nam – Trung Quốc mang ý nghĩa to lớn trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, thể hiện sự thiện chí và quyết tâm của cả hai nước xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. Vì vậy, việc tổ chức lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam – Đức Thiên – Trung Quốc
chính là khẳng định về sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh, khu nói riêng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung. Trung Quốc Quảng Xi Đa Xin Xiện Văn Hóa Lữ Yếu và Quảng Nên Thị Ủy Chủ Hoàng Văn Xiang. Quảng Tây, Trung Quốc và Cao Bằng Việt Nam, non nước liền một dải, có nhiều những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, kinh tế. Vận hành thí điểm khu hợp tác du lịch qua biên giới Thác Đức Thiên, Trung Quốc, Bản Dốc, Việt Nam là một mô hình mới để tạo ra một kiểu hợp tác giao lưu văn hóa du lịch giữa hai khu tỉnh Quảng Tây và Cao Bằng. Với tư cách là những bộ ngành quản lý du lịch, chúng tôi sẽ tăng cường những tuyên truyền về khu hợp tác và làm tốt những công việc phục vụ, không ngừng tăng thêm những trải nghiệm tốt cho những du khách tham quan qua lại biên giới của hai nước Trung Việt. Gia tăng phục vụ, 做好 双方游客的管理，为双方游客的跨境游增强体验度。Đây là mô hình du lịch hợp tác cùng bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng khu cảnh quan Thác Bản Dốc, Đức Thiên thành khu du lịch đặc sắc. Theo tinh thần của Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc. Đồng thời, để mô hình phát triển rất cần sự nâng cấp hạ tầng của cả hai bên. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp những cơ sở hạ tầng và những cơ sở du lịch tham quan khu cảnh quan và thực hiện những phát triển vạch đai, con đường và cố gắng để xây dựng khu hợp tác du lịch qua biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, lần đầu tiên trở thành mô hình kiểu mẫu hợp tác giữa hai khu tỉnh nói riêng và hai nước Trung Việt nói chung. Đây là sự kiện người dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc mong đợi, trong đó có cả những người làm hướng dẫn viên du lịch cả hai bên. Họ rất vui và hào hứng khi được là người đón và hướng dẫn khách du lịch là người Việt Nam sang trải nghiệm khu cảnh quan Thác Đức Thiên. Hôm nay là em là được đại diện của công ty Trung Lữ để sang đến đón tiếp một cái đoàn đầu tiên khách Việt của mình sang đến bên Trung Quốc tham quan thác Bản Dốc Đức Thiên ở bên này. Em rất là hân hạnh và là cũng có thể nói rằng rất là xúc động. Em mong muốn là giữa hai bên hợp tác là được càng tốt đẹp hơn, càng mở cửa đón tiếp khách Việt càng được sớm hơn sang đến bên Trung Quốc này tham quan và du lịch. Rất là nhiều khách người ta đã gọi điện thoại hỏi thăm về cái vấn đề này, là không riêng về ngày hôm nay mà là trước một tháng trước đã có, tức là nghe qua thông tin bảo rằng là mở cửa giữa hai nước để là tham quan, có thể được ra đến bên đất nước Việt Nam được là tham quan cái thác Bản Dốc ở bên Việt Nam đấy, là rất là nhiều khách thì người ta đã gọi điện thoại hỏi thăm. Việc đưa vào vận hành cho du khách tham quan thác Bản Dốc và Đức Thiên giữa hai nước cũng chính là nội dung theo đúng tinh thần đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận tại tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân dịp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 2022. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai từ 25 đến 28 tháng 4 năm 2023 và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 25 đến 28 tháng 6 năm 2023. Thời gian vận hành thí điểm vận hành thác Bản Dốc Đức Thiên là một năm, bắt đầu từ 9 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến 16 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2024 giờ Hà Nội. Thời gian mở cửa buổi sáng của khu cảnh quan từ 9 giờ Hà Nội, 10 giờ Bắc Kinh. Thời gian dừng làm thủ tục thông quan từ 14 giờ Hà Nội, 15 giờ Bắc Kinh. Thời gian đoàn du khách về lại bên nước mình là 16 giờ giờ Hà Nội, 17 giờ Bắc Kinh. Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 5 giờ. Chắc chắn đây là cơ hội mở ra hướng đi mới cho phát triển du lịch biên giới, đồng thời khẳng định tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương của hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Chuyên mục thông tin đối ngoại đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.